Argentina vẫn dội mưa bàn thắng vào lưới Ecuador. Sau trận hòa 2-2 với đội tuyển Đức cách đây ít ngày, đội tuyển Argentina tiếp tục có trận đấu giao hữu với đội tuyển Ecuador trên sân của Tây Ban Nha, mà không có sự phục vụ của ngôi sao Lionel Messi. Thậm chí, huấn luyện viên Scaloni còn cất cả Dybala trên băng ghế dự bị trong hiệp 1 để thử nghiệm nhiều nhân tố mới trong đội hình. Mặc dù vậy, Argentina vẫn thể hiện đẳng cấp khác biệt so với đối thủ để nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, liên tục tổ chức tấn công dồn dập buộc các cầu thủ Ecuador luôn trong tình thế chống đỡ. Phút thứ 20, tiền đạo Alario mở tỷ số cho Argentina với pha đánh đầu chính xác. Phút thứ 27, tỷ số được nhân đôi cách biệt sau khi hậu vệ Acuna có pha tạt bóng từ cánh trái. Bóng trúng người Espinoza bên phía Ecuador đi vào khung thành khiến thủ môn Ortiz không kịp trở tay. 5 phút sau, đội tuyển Argentina có thêm bàn thắng trên chấm phạt đền do công của Paredes. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 3-0 nghiêng về đội tuyển Argentina. Bước sang hiệp 2, Ecuador bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số từ tình huống sút phạt ngoài vòng cấm của Delgado. Tuy nhiên, đội tuyển Argentina không vì thế mà xuống tinh thần, khi họ vẫn tổ chức tấn công áp đảo đối thủ. Phút 66, Pajola đánh đầu tung lưới Ecuador sau pha tạt cánh chính xác của Dybala. Kể từ đây, đội bóng xứ Tango làm chủ thế trận hoàn toàn trong khi tinh thần của Ecuador đã vỡ vụn. Những phút cuối trận, Dominguez và Ocampos mỗi người ghi thêm một bàn thắng nữa và kết thúc một ngày kinh hoàng của thủ thành Ortiz với tỷ số 6-1.